ghe để nó chở bông. Này chợ Thọ Sơn đó bà. Chợ Ba Tê. Chợ Ba Tê. Chợ Ba Tê. Ghe để nó chở bông. Đâu mà tới.
có miếng lạnh mới chạy. Sáng bị mẹ 5 giờ sáng thì có vậy. Sao bé xáo không ta?
này, lúc này còn sạch nè, giờ chút này mình có xài giật người được. Ừ. Tôi biết ổng đi đâu rồi, ổng đi nhậu á. Đâu rồi nghe anh lấy ơi. Mới 11 giờ không ai. Đến 12 giờ con đồng hồ nó bụng. Cái gì không? Bời ơi. Ừ. Mình biểu nó thôi, đừng có làm này, đừng có làm cái kia. Mình có tiền mình cho nó không? Nhưng mà mình cũng khuyên là cũng phải làm ăn, nhưng mà làm một cái gì cho nó đỡ hồi hộp, đỡ lo chút vậy thôi, phải không? Làm nhẹ nhẹ. Chơi rồi.